Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2010, dân khóa tu Phật thất lần thứ 64, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu. Chúng mình trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất. Và kính thưa quý vị, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay là Phật tử Diệu Phước, xin được trân trọng giới thiệu. Và xin được trân trọng giới thiệu, có sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt ở khắp các khu vực giảng đường tại chùa Hoàng Pháp. Xin hân hoan cho những tràng pháo tay chào đón. Kính thưa quý vị, tham gia trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 27 này là Phật tử Diệu Phước. Được biết cô sinh ra tại một vùng quê nghèo, gia đình có 6 anh em. Khi học xong cấp 2, cô vào thành phố Hồ Chí Minh chung sống cùng với chú thím. Cô phải lặn lội làm rất nhiều nghề để kiếm sống, nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình, làm công nhân, bán kem, vân vân. Cho đến khi cô vào làm việc cho một nhà hàng lớn, công việc chính của cô là cắt cổ gà. Mỗi ngày cô cắt khoảng hơn 30 cổ con gà. Suy nghĩ đơn giản, đó chỉ là việc mưu sinh, không hề có ý ghê sợ và thương xót. Cho đến một khi lưỡi của cô bị phồng dọp, lở loét, đau đớn vô cùng. Đi khám bác sĩ thì không tìm ra nguyên nhân, phải điều trị bằng tia điện. Và trong thời gian này cô rất khổ sở và đau đớn, ăn không được, uống không được, thân thể gầy gò ốm yếu. Và đáng sợ hơn nữa là căn bệnh di căn sang cổ, và cuối cùng cô phải phẫu thuật cổ, để lại vết sẹo không khác gì vết sẹo cắt cổ gà. Chán nản, mặc cảm, chồng bỏ rơi, người thân xa lánh, không người chăm sóc. Cô cảm thấy vô cùng cô đơn, bất lực, ngày ngày chỉ biết thui thủi một mình trong căn phòng nhỏ hẹp. Chỉ biết than thân, trách phận, khóc thầm. Nhiều lần cô muốn chết quách đi cho xong. Nhưng rồi may mắn đã đến với đại gia đình của cô. Đó là khi cô biết được Phật pháp và tinh tấn tu tập. Cũng chính từ đây bao điều nhiệm màu đã diễn ra. Vậy thưa cô Diệu Phước, đến với chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 27 này, trước tiên cô có thể chia sẻ với đại chúng về cuộc đời của mình, về quá trình suốt thời lớn khôn lập nghiệp khi mà chưa hiểu Phật đạo, cô đã sống và làm việc như thế nào? Mời cô cùng chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Bất Tông Sư và quý Phật tử, con tên là Đoàn Thị Hoa, phát danh con là Diệu Phước. Năm nay con 42 tuổi, hiện cư ngụ ở quận 12. Và hôm nay quý thầy chủ trì và quý thầy ở trong ban tổ chức chùa Hoàng Pháp đã cho con lên chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 27. Và con rất là sung sướng và hạnh phúc, và con sẽ lên đây con kể về cuộc đời của con cho tất cả các quý vị Phật tử. Và con đã Phật pháp nhiệm màu đã cứu cuộc đời của con từ chỗ chết trở về. Và con sinh ra ở miền quê Thanh Hóa. Nhà con thì lúc đấy có 6 anh chị em. Nhà con là thứ tư trong gia đình. Nhà con cũng nghèo khổ lắm, cũng không có khá giả gì. Thì con học xong hết cấp 2 thì bố mẹ chú thím ở trong thành phố thì nói là cho con vào trong đó để chú thím nuôi. Thì đến năm 84 thì bố con đưa con vào. Thì con vào con ở với chú thím con được 2 năm thì con thấy hoàn cảnh chú thím con cũng khó khăn. Và con xin chú thím con đi làm để nuôi bản thân và kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thì con chú thím con cũng đồng ý cho con đi.
Và nơi đầu tiên con làm thì con vào 41 Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3. Con làm sản xuất kem cây và kem ký. Và trong thời gian một tháng đầu thì con rảnh được 3.000. Thì con chưa mang về cho con gửi cho thím con thì con đã bị người ta lấy mất của con. Và con cũng đau khổ, con khóc. Và con được cái chị ở nhà nhân viên thì chỉ có cho con một tháng lương. Nhưng mà con không có lấy, con nói con không có lấy. Thì chị nói thôi cứ cầm đi mang về gửi cho thím thì tháng sau rảnh lương trả cho chị. Thì con cũng cầm tháng sau con rảnh lương này con trả cho chị thì chị không có lấy. Và con cũng cảm ơn chị. Và con làm được 2 năm thì con thấy đồng lương cũng ít. Cho nên con quyết định con xin nghỉ để con làm chỗ khác. Thì con nhà thím con làm ở trong nhà hàng là Gà Rán Hamburger, là địa chỉ là 66 số 82 Giờ Trơn, quận 1. Thì con vào đấy thì ông chủ người Đài Loan sắp xếp cho con vào khu cắp cổ gà. Thì lúc đấy con cũng chưa biết gì về Phật Pháp, con cũng chưa biết gì về sát sinh, cũng chưa biết gì về quả báo. Cho nên con cứ như vậy, con cắp một ngày là cỡ 30 con. Thì trong vòng con làm 3 năm, thì nhà hàng cũng quả báo, cũng lấy mấy hàng và nhà hàng cũng giải thể. Thì con cũng làm nhiều chỗ lắm, lúc thì con đi phụ quán cơm, lúc thì con đi phụ quán nhậu. Thì con làm được thời gian thì con chú thím cho con xin vào làm cho mấy ông Hàn Quốc ở đường Cửu Long, ở sân bay. Thì con vào đấy con làm phụ bếp, con làm được 5 năm. Thì con lập gia đình và con sinh con rồi con nghỉ. Rồi trong con nghỉ thì con còn nhỏ thì lúc đấy chồng con cũng thường xuyên vắng nhà, có một mình con ở nhà. Lúc thì con ốm, con đau thì vốn có một mình con. Nhiều khi con bệnh đi bác sĩ thì cũng không có ai á, con cũng nhờ lối xóm chở đi bác sĩ. Và cứ như vậy thì con được 7 tháng tuổi á, thì con gửi con đi làm. Con đi làm thì con cũng xu xếp, con làm từ sáng cho đến 2 giờ chiều con về. Con đón con và cơm nước cho con. Thì cứ như vậy thì một thời gian này con cũng bệnh nhiều lắm thì con cũng không làm được á. Làm một tháng thì nghỉ nửa tháng thì con cũng không làm nữa. Tại vì con bệnh nhiều lắm. Thì con ở nhà con cũng giữ mấy đứa trẻ, 4-5 đứa trẻ. Thì con làm được cứ như vậy trôi qua thì con cứ nghĩ cuộc đời con sau này sẽ sướng. Ai ngờ đâu đến năm 2007 thì con phát hiện cái lưỡi con nó bị lở ở bên tay phải. Nhưng mà con đi nhiều bệnh viện nó cũng không có kiếm ra bệnh. Con đi bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Hoàn Mỹ, bệnh viện Da Liễu, bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh viện Hòa Hảo. Khám cũng cứ nói con bị viêm, bị nóng trong người thôi. Thì cũng cho thuốc con uống. Nhưng mà không có hết. Về cái vết loét nó cứ rõ mà cũng không hết. Thì con cũng đi nhiều thầy thuốc lắm. Cứ gặp đâu và con đi đó, ai chỉ đâu và con cũng đi. Con đi con uống cũng không hết. Nhiều khi con điện ra ngoài Bắc gửi thuốc vào con uống con bôi cũng không hết. Vết loét cứ càng ngày càng rõ. Thì đến năm 2008 thì cái lưỡi của con lúc đấy nó bị phát lớn rồi. Nó lủng một lỗ như ở cái ngón tay ở bên tay phải con á. Thì con mới lúc đấy con mới đau nhức lắm. Con không chịu nổi đâu. Con chỉ có ăn cháo với lại con cứ đến 5 giờ chiều là nó hành sốt. Rồi con cứ ôm đầu con khóc. Thì con nói con chỉ mới chết thôi, nhức lắm, con chịu không nổi. Nếu mà lúc đấy ai cho con điều thuốc chuột con uống thì con cũng uống để con chết chứ con chịu không nổi. Là cứ một ngày nào con cũng đi theo nhà bác sĩ ở gần nhà con á, rồi con chích thuốc giảm đau. Rồi đến qua mấy ngày thì con đi ra bác sĩ ở gần nhà con khám. Thì bác sĩ nói là ngày mai lên Da Liễu khám. Thì qua ngày mai con lên Da Liễu con khám thì bác sĩ nói là cho 2 ngày thuốc, nếu mà không hết thì con đi vào ung biếu. Thì con về con cũng không uống thuốc đâu, con bỏ 2 ngày thuốc thì con đi vào ung biếu. Thì con đi vào ung biếu thì bác sĩ có cấp 1,5 lít cho con để làm xét nghiệm tế bào. Thì bác sĩ nói là 1 tuần nữa thì mới lấy kết quả. Thì con về con cũng nhức lắm, con cũng không ăn được, con không ngủ được. Đêm thì con cũng không ngủ được. Con ăn cháo không mà
Ngày nào con cũng sang bác sĩ ở gần nhà con để con kích thước giảm đau hết. Cứ đến 5 giờ chiều là nó thành sốt thôi. Là con trong vòng 7 ngày thì con chờ con lấy kết quả thì con đi vào con lấy kết quả thì bác sĩ nói là cô phải nhập viện mổ gấp. Thì lúc đấy con nói là bác sĩ ơi tôi bị bệnh gì. Thì bác sĩ cũng không giấu gì hết. Bác sĩ nói thẳng với con là cô bị ung thư rưỡi. Lúc đấy con nghe đến từ ung thư là con sợ và con lúc đấy người con bủng rủng trên tay mà con không còn biết gì hết. Lúc đấy con thử còn cái xác không chứ cái hồn con không còn nữa. Và con lúc đấy con ra ngoài một lúc thì con ra quầy để làm thủ tục nhập viện thì con thấy nhiều người khóc nhưng mà lúc đấy con không khóc được. Lúc đấy hình như con còn cái xác không, cái hồn con không có nữa. Cái con đi về mà con đi về trên đường con về thì con cũng không biết nhà con ở đâu nữa. Con đi con cứ thẫn ngoài đường để tại vì bác sĩ nói bất ngờ quá con cũng lúc đấy con cũng tinh thần con cũng sa sút rồi. Con đi về đến nhà thì con có báo cho chồng con biết và chị em con biết thì lúc đấy chị em con cũng khóc dữ lắm. Thì nghe đến từ ung thư là chắc chỉ có chết thôi chứ không có sống được. Thì con cũng lúc đấy con về thì con cũng khóc dữ lắm. Khóc là con cứ nghĩ nói là con cứ nói là sao con không ở ác mà ông trời ông lại cho con cái bệnh ung thư mà con cũng lúc đấy thì con cũng không biết là con bị quả báo đâu. Con cứ trách thân trách phận trách này trách kia vậy á thì con về thì lúc đấy con cứ ông chồng con bây giờ thì cũng chở con đi làm thủ tục nhập viện thì đi gõ nửa tháng thì con mới được nhập viện. Thì ngày quyết định mổ của con là ngày 23 tháng 2 2009. Thì con có lịch mổ thì lúc con vào con mổ thì 8 giờ sáng ngày 24 mà đến 4 giờ sáng ngày 25 con mới được ra phòng hồi sức. Và lúc đấy con rất là đau khổ và con tỉnh dậy thì con thấy cái cổ của con á thì người ta mổ ở cổ này. Con cứ nghĩ là người ta chỉ bắt mình há rưỡi là để người ta gấp rưỡi thôi chứ con không nghĩ là người ta mổ cổ của con mà con đau đớn trong người lắm. Con không ăn nó rưỡi con lúc đấy không nói được và con cứ nghĩ là con bị cưng đấy chứ con không nói được đâu. Mà con quằn quại trong giường hồi sức á thì con nghĩ bây giờ con biết là quả báo rồi. Lúc đấy con quằn quại là như là con cắt cổ con gà mà ngày xưa con cắt mà gà nó chưa chết á thì nó quằn quại như vậy á. Thì con ra ngoài thì bác sĩ đút một cái dây ống dài cỏ này nè để cho con ăn vào trong đường mũi. Thì lúc đấy con không có cho bác sĩ bỏ vào tại vì con nói để con chết thì con không có sống nữa. Thì bác sĩ bỏ vào mấy lần thì con mới cho bỏ vào. Thì lúc đấy con nói để con chết thôi chứ con không thiết sống nữa. Tại vì bây giờ cái cổ con thì nó đau mà cái rưỡi con thì nói không được. Bây giờ người ta sinh ra cái rưỡi để ăn mà bây giờ cái miệng con thì không ăn được. Cũng không nói được, con nói thôi để con chết thì con không có sống được. Dạ, và con ăn cái gì cũng ở trong đường mũi không à. Ăn cháo, ăn thuốc hay là bất cứ ăn cái gì ở trong đường mũi không, không có miệng lúc đấy thì không ăn được, cũng không nói được, nói cái gì cũng phải viết vào tay, vào giấy hết. Thì con ăn cháo mà phải xay cháo rỗng, mày mới bỏ vào cái ống thay ra những này mới trực tiếp bơm vào ống để cho con ăn đường ống mũi. Đó là, nếu mà bữa nào mà nhà con không có người ở đó thì con không ăn được, tại vì phải có một người trực tiếp bơm vào qua đường ống để cho con ăn. Thì đêm con nằm thì con cũng không ngủ được, con cũng không có nằm xuống được tại vì cái dây mà nó sọc xuống bao tử thì con đau lắm, con cứ ôm bụng, con đi tới đi lui trong bệnh viện, trong cái phòng con nằm thì đêm con cũng không ngủ được. Con thấy chị con ngủ thì con không dám kêu, con cứ ngồi ở ngoài hành lang, con ngồi cho tới sáng luôn. Thì đến ngày thứ ba thì con mũi con khi con nằm lên á, thì phải có người đỡ con lên, nằm xuống thì phải có người đỡ nằm xuống. Chứ cái cổ của con lúc đấy nó không có ngồi lên ngồi xuống tự được.
Cho nên con sợ con nằm, nó con không dám nằm, con cứ ngồi không à. Thì chị con cũng đi làm cả ngày thì cũng mệt rồi, nên đêm con cũng không dám kêu. Thì con ngồi suốt đêm ở ngoài bệnh viện, ở ngoài hành lang. Và lúc đấy con rất là đau khổ và tuyệt vọng. Và trong thời gian con 3 ngày thì bác sĩ khám cho con là rút ống ra để tập ăn đường miệng. Thì 3 ngày thì bác sĩ rút con ống ra, thì bác sĩ kêu là tập ăn lúc đấy con uống nước á, thì con cũng không uống nước, nó không có xuống mà cổ họng á. Lúc đấy con uống một ly nước có chút xíu, mà con uống phải nửa tiếng á, con mới uống được nửa ly nước nhỏ. Con cứ dấp mỗi tí cho nó xuống thôi, chứ con không có uống được như bây giờ đâu. Thì lúc đấy con cứ nghĩ là con chết thôi, chứ con không có sống được. Và con ăn cháo cũng không được, cháo thì cháo lỏng, xay phải xay sạch lỏng thì con mới ăn được. Nhiều khi con thấy người ta ăn cơm, ăn gì con thèm lắm mà con không ăn được. Con ăn cháo suốt mấy tháng trời. Con nằm ở trong bệnh viện 10 ngày thì bác sĩ cho con về để chờ ngày xạ trị. Đến ngày con chờ về ngày xạ trị thì con về trong vòng nửa tháng thì sức khỏe con cũng chưa có dài nữa. Thì con tiếp tục bác sĩ cho con đi quyết định đi khám răng để nhổ răng. Và con lên bệnh viện trong hầm mật ở quận 5 á, con chụp phim thì về đưa với bác sĩ. Thì bác sĩ kêu là con phải nhổ hết 5 cái răng hàm. Thì bác sĩ nói là phải nhổ răng mới xạ trị được. Thì lúc đấy sức khỏe của con cũng chưa ổn định nữa, mà con cũng đang còn mệt mỏi lắm. Tại vì mổ xong thì người con đang còn mệt mỏi, chưa có hồi phục lại. Thì con lại tiếp tục con đi nhổ 5 cái răng hàm. Thì răng con lúc đấy răng còn cứng, mà răng còn chắc lắm, không có đâu, không có sâu gì hết á. Mà một ngày để là con nhổ một lúc, và bác sĩ nhổ con 5 cái răng hàm. Thì qua ngày mai nhổ thêm 2 cái răng hàm bên này. Thì qua ngày mai nhổ thêm một cái bên này, là con nhổ 5 cái răng hàm. Dạ, con nhổ xong này con về con lại chết lần thứ hai nữa. Và lúc đấy con rất là khổ, mà đêm con nằm con không có ngủ được. Và con cứ miệng máu của con nó cứ chảy ra không à. Một ngày con phải xài đến một cây giấy, tại vì lúc nào máu răng gì nó cũng cứ chảy ra về miệng của con á. Lúc nào nó cũng chảy máu vậy ở trong miệng con. Và lúc đấy con tuyệt vọng lắm, con rất là đau khổ. Răng thì nhổ mất 5 cái răng hàm thì nó hành con nó nhức lắm, con cũng không ăn được cái gì hết. Ăn cháo cũng được mà uống sữa con cũng ăn được nữa. Con cứ nằm con ôm đầu con khóc thôi. Lúc đấy con tuyệt vọng thì con cũng không có sống nữa. Và nhiều khi con nghĩ đến con nó còn nhỏ thì con sống để con nuôi con thôi, chứ con không có, lúc đấy con không có thiết gì con sống nữa. Tại vì miệng con thì không ăn được, cổ con thì đau, mà răng con thì nó hành nhất. Nhổ một lúc 5 cái răng hàm thì lúc đấy con chết lần thứ hai nữa. Và con nhổ xong thì trong vòng nửa tháng thì con có ngày quyết định con xạ trị. Thì con mới nghĩ được có nửa tháng thì con lại bắt đầu con tiếp tục xạ trị. Thì con xạ là 25 tia, con không có vô hóa chất, con thử xạ không à. Thì ca của con xạ thì ca đầu, ca 1 giờ chiều. Thì cứ 12 giờ là con đi xe máy, con đi xạ. Bữa nào mà con khỏe thì con đi xe máy, mà bữa nào con yếu thì con đi xe ôm. Thì trong thời gian con xạ thì đến đầu tiên thì con còn khỏe khỏe, con còn đi xe máy được. Cái sau này con xạ đến tia thứ 15 á, thì con rất là cái mặt con á, thì nó đen như con gà ác vậy á. Chữ có 2 cái mặt ra thì nó trắng thôi. Còn từ cái mặt của con từ xuống cổ thì
da con gà áp sao thì da con nó như vậy á, mà mấu miệng thì nó cứ chảy ra, nó không có ăn được mà cũng không há được nữa, cũng không nói được nữa, lúc đấy cái miệng con nó cứng ngắc à. Thì con xả đến tia thứ 20 á, thì con chịu hết nổi rồi, con nói chắc con bỏ cuộc hay cứ con không có xả nữa. Lúc đấy người con là từ từ yếu rồi. Trong thời gian con đi con xả chị như vậy á, thì chồng con lúc đấy thấy con xấu xí sao á, thì chồng con không có cũng không có về, mà cũng không có gọi điện thoại về nữa. Thì con cứ nghĩ chồng con bị bệnh hay sao, thì con cũng có gọi điện thoại con hỏi, thì chồng con nói là mất đi làm với lại mệt nó không có về được. Thì con cũng không có nghĩ là chồng con lúc đấy là muốn bỏ, muốn xa lánh con. Thì lúc con anh về thì anh cứ nói là anh đi lấy vợ. Thì lúc đấy con đang không biết con có sống được hay không, mà con đang ở dưới hố sâu mà không ai cứu con hết á. Thì anh đã về, anh kêu anh đi lấy vợ. Thì con cũng không nói gì hết, con nói thôi giờ con cũng chẳng thiết thì con sống nữa. Và con cũng có kêu anh ra con nói, thì con nói là nếu mà anh muốn lấy vợ thì anh cứ việc lấy 10 vợ cũng được, nhưng mà bây giờ em đang bệnh thì anh đừng có nói trước mặt em. Nếu mà anh thương con thì anh động viên em để em sống, để em nuôi con. Thì anh cũng cứ về anh kiếm chuyện này, anh hằng học với con này, anh cứ nói anh đi lấy vợ. Và lúc đấy con tuyệt vọng này, là cứ mỗi tối là con ôm con khóc này. Tại vì lúc đấy là chị con, anh con cũng đi làm. Trong thời gian con mổ thì chị con với anh con thì cũng vào chăm con một người nghỉ một tuần lẻ rồi. Cho nên lúc con xả chị thì cũng không có ai, có mỗi mình con mà. Còn tự con vực, tự con nấu cháo con ăn, tự con xây con ăn. Lúc đấy con cứ ôm con khóc. Tại con lúc đấy nó mới có 9 tuổi thôi. Còn con thì có một đứa con, cho nên con cứ nghĩ con thương con. Mà nhiều khi đêm con nằm thì con cứ nghĩ là cái chết của con đến với con thôi, chứ con không nghĩ cái sống nữa. Nhiều khi ai bán thuốc chuột đó, con cứ muốn kêu vào để con uống để con tự tử. Nhưng mà con lại nghĩ đến con thì con không có can đảm để con tự tử. Và nhiều khi đêm con nằm thì con không ngủ được. Thì 3 tháng trời như vậy thì con cứ ăn cháo, ăn cái gì vào cũng ói hết. Rồi con đi đến kia thứ 25 thì con dậy con xỉu luôn, nằm luôn tại chỗ luôn, con không có ngồi dậy được nữa. Thì lúc con nằm bẹp xuống đấy rồi thì cũng không có ai hết. Chồng con lúc đấy thì cũng không có về, thì có hai mẹ con thôi. Thì lúc nào con mệt thì con nhờ mấy đứa cháu con nó xuống, nó chở con đi học về. Còn bữa nào con khỏe thì con bò, con dậy, con tự con chở con. Thì nhiều khi hàng xóm thấy con như vậy thì mấy chị cứ nói thôi để mấy chị chở con đi theo rồi đón con về. Thì lúc đấy con ăn cái gì con cũng ói hết. Con bất cứ con uống sữa hay là con ăn cháo thì con cũng ói hết. Mà con không ngủ được 3 tháng trời như vậy thì con không có ngủ được. Và con cứ sang nhà ông bác sĩ con mua thuốc ngủ để con uống. Thì con ngủ mà con cũng không ngủ được. Thì bác sĩ nói là không có bán cho con nữa. Tại vì ngủ nhiều, uống nhiều quá mà không ngủ được thì sợ ảnh hưởng đến thần kinh. Thì lúc đấy con ra ngoài con mua con uống. Thì con cũng không ngủ được 3 tháng trời, con cứ thức ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Tại con suy nghĩ nhiều quá. Thì con nói là chắc con bị bệnh ung thư chưa hết thì con lại bị bệnh tinh thần nữa. Nhiều khi con muốn lấy dao con đâm con chết. Nhiều khi đêm ngủ quá hai mẹ con này, con cứ cầm con dao con tính con đâm. Nhưng mà con lại không có can đảm con đâm. Mà lúc đấy con chỉ nghĩ đến con thôi, chứ con thì con muốn chết rồi đấy, con không có muốn sống nữa. Tại vì lúc đấy thì người nhà thì bố mẹ con thì ở xa, mẹ con thì chết lâu rồi, còn có mình bố con mà. Cứ thời gian như vậy thì 3 tháng thì con xúc mất 10 mấy ký. Lúc đấy con cứ còn có 39 ký à. Mà lúc đấy con cũng đau khổ lắm, con cứ
nghĩ là con không sống 100% là con chết đấy, con không có sống. Lúc đấy con tuyệt vọng, con nói thôi con chết thì ai nuôi con thì nuôi con, không thiết con nữa. Và lúc đấy con rất là đau khổ và mệt, con lúc nào đó, con cũng ra ngoài con cũng bị khẩu trang con đi mà con không dám mở khẩu trang ra, tại vì cái mặt con lúc đấy nhìn thấy ghê lắm. Con nhìn nhiều khi con cũng dám nhìn con nữa, nó đen mà nó miệng con thì máu me nó chảy ra, và mặt con thì nó giống như con gà ác, còn có mỗi hai con mắt. Nhiều khi con đi mua đồ thì người ta cứ chửi con, người ta nói sao không mở khẩu trang ra mà nói đâu có ai nghe được mà cứ bịt khẩu trang. Con cũng không nói gì hết, con làm thinh à. Vậy lúc đấy mặt con là nó không còn một cái gì là hình mặt của con hết. Thì lúc đấy con rất là chán và con cũng không có muốn tiếp xúc với ai hết. Con cứ đóng cửa ở trong nhà thôi, con không có tiếp xúc với kể cả người thân con cũng không muốn tiếp xúc nữa. Vậy con mặc cảm, con nghĩ là chồng con nhiều khi thấy con còn sao đánh con là huống gì người ngoài. Thì con cứ đóng cửa trong nhà, con nằm con khóc thôi. Con không có ra mở cửa ra ngoài. Mà con cũng bán hàng, con bán tạp hóa thì lúc nào con khỏe thì con mở cửa con bán. Mà lúc nào con mệt thì con đóng cửa lại. Con nằm con chỉ nằm con khóc thôi chứ con không có nghĩ là con sống đâu. Lúc đấy con hết hy vọng sống rồi. Vâng, kính thưa đại chúng, cho đến bây giờ khi ngồi đây tâm sự những lời chia sẻ đến đại chúng thì chúng ta cũng nhận thấy cô Diệu Phước giờ đây vẫn nói chưa được rõ lắm. Đó cũng là một phần do nguyên nhân của di căn của bệnh tật mà cô đã phải bị nhổ mất 5 cái răng, cắt mất 1/2 cái lưỡi và phải phẫu thuật cổ nữa. Cộng thêm người thân xa lánh, đây có thể nói giai đoạn này cô đau khổ cả thể xác và tinh thần, mới thấy được rằng đúng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì lợi ích trước mắt mà chúng ta cứ lao đầu vào, biết lợi trước mắt, khi quả báo đến rồi thì chúng ta ăn năn hối hận thì cũng khó mà kịp nữa. Nhưng cũng do cuộc sống mưu sinh, chỉ do vô minh mà chúng ta tạo ra biết bao điều tội lỗi, gây oán thù. Vậy thưa cô Diệu Phước, khi mà đã hiểu được Phật Pháp, thấu hiểu được phần nào về đạo lý nhân quả nghiệp báo, cô đã áp dụng tu tập và đạt được kết quả ra sao? Mời cô cùng chia sẻ với đại chúng nhé. Dạ thưa Thầy, thưa các quý Phật tử, thì lúc con nằm con khóc á, thì con không có muốn tiếp xúc với ai, thì con cứ con cũng đi coi bói nhiều lắm. Một ngày có khi con đi coi bói 2-3 thầy á, mà mà con cũng không có ấy, người ta nói buồn á thì con về con lại nghĩ con khóc, mà người ta nói vui á thì con lại hơi vui một tí. Còn con cũng có đi nhiều chỗ, nhiều thầy này, này kia, mà con cũng có rủ mấy chị ở gần nhà con đi uống cà phê. Nhưng mà con cũng không có, càng đi con càng buồn, con càng khóc. Thì con cũng không khuây khỏa được, con cứ rủ mấy chị đi uống cà phê với em để cho em vui, mà mấy chị cũng đi, rồi mấy chị cứ thấy con khóc này, mấy chị cũng không có đi nữa, tại vì đi là cứ con ngồi con khóc không à. Nhưng mà con cứ nằm thì nhân viên Phật Pháp cũng đã đến với con. Thì có một bà già ở cách nhà con cũng cả một cây á. Thì lúc đấy con không biết bà đâu, tại vì bà cứ hay đến nhà cái chị mà ở gần nhà con ăn bánh quấn á. Thì bà ăn với lại bà phụ mấy chị. Thì mấy chị kể con hoàn cảnh con như vậy á. Thì mấy chị bà cứ kéo cửa bà vào, bà động viên con. Bà nói đừng có ngu gì mà chết, chết là đầy xuống địa ngục rồi chưa có trả hết nợ đâu. Thì con xuống đấy là con chưa có hết đâu. Thì lúc đấy con cũng nghĩ là chết là hết chứ còn đầy xuống địa ngục gì nữa. Thì từ ngày giờ con đâu có biết Phật Pháp, con cũng chẳng biết niệm Phật, mà con chẳng biết Phật Pháp là gì hết, mà con chẳng biết quả báo là gì hết. Thì bà cứ khuyên con, thì đầu tiên con cũng cứ nằm con khóc,
cứ bà cứ mang những băng mà Phật pháp nhiệm màu rồi có thầy ở chùa Hoằng Pháp giảng rồi băng niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, tại vì con bị bệnh ung thư. Bà cứ khuyên con là cứ mở cái băng ấy lên coi Phật pháp sẽ nhiệm màu. Cái con cứ nghĩ là bệnh ung thư bác sĩ còn không chữa được, ngồi đấy niệm Phật mà hết ung thư, thì con cứ nghĩ như vậy. Thì con cũng không có coi băng mà con cũng không có muốn đi chùa. Thì bà cứ ngày nào bà cũng vào, bà mở cửa, bà khuyên con như vậy á, thì con cũng con nói thôi, lễ con nể bà thôi chứ con không có muốn coi. Bà nhiệt tình với con quá thì con nể con coi vậy thôi, chứ con cũng không có muốn coi mà con cũng muốn đi chùa. Lúc đấy con kiểu muốn chết thôi, chứ là con không muốn đi chùa, cũng không muốn coi băng. Thì con mở băng ra mấy các thầy giảng thì con cũng hiểu được quả báo này, rồi con cũng lúc đấy thì con coi vậy thôi chứ con cũng không có, con cũng chưa có tin nữa. Con coi cho đỡ buồn, mấy lại con nể bà thì con coi vậy thôi. Tại vì bà già mà bà nhiệt tình với con quá thì con nể bà con coi. Chứ con coi con cũng không có nghĩ là niệm Phật không mà chuyển hóa tế bào ung thư. Thì bà cứ nói con là con cứ coi đi, bà dắt đi chùa. Nhiều khi cái bệnh của con là bệnh nghiệp, đi chùa niệm Phật về cầu rồi bệnh. Thì con mới cũng không tin đâu, con nói thôi con không đi. Thì con cứ nằm con khóc thôi. Và bà cứ ngày nào bà cũng lên bà khuyên con đi. Bà nói là đến mai có khóa tu ở chùa Pháp Biểu á, thì bà dẫn con đi niệm Phật hành ở chùa Pháp Biểu á, thì có mở khóa tu là 1 tháng 4 ngày chủ nhật. Thì lúc đấy con cũng không có chịu đi, con nói thôi con chết thôi chứ con không có đi đâu hết á. Là bà cứ nói là cứ nói chết làm gì, chết là cũng chưa hết đâu mà cứ nói chết, cứ sống mà trả nợ. Thì con mới lúc đấy con mới thấy bà rủ nhiều quá thì con cũng đi theo bà. Con cũng nói là thôi vậy mai con bà lên thì con chở bà đi. Thì lúc đó thì con chở bà đi vào chùa, con nói để con đi cho nó khuây khỏa thì thôi chứ con cũng không có tin nữa. Con cũng không có muốn đi chùa, con nói thôi để con đi để cho nó khuây khỏa, với con đỡ ở nhà con khổ buồn, mới lại con muốn đi cho nó đỡ buồn vậy thôi. Thì con cũng chở bà đi. Thì con vào con nghe mấy thầy tụng kinh niệm Phật á, thì con cũng ngồi. Nhưng mà con ngồi thì con ngồi nhưng mà con cứ nghĩ về bệnh của con thôi. Thì con nghĩ tại sao mà con lại bị bệnh ung thư. Con đâu có ăn ở ác đâu, còn con cứ nghĩ như vậy thì sao thì chồng con nó đối xử với con như vậy. Thì con cứ nghĩ vậy thôi, con không có nghĩ bằng niệm Phật đâu. Thì cứ mỗi lần con nghe các thầy niệm Phật với các Phật tử niệm Phật đó, thì con lại khóc, con khóc nhiều lắm. Con không có chủ tâm bằng niệm Phật. Thì con đi được 1 tháng thì Tết là hai mẹ con về quê ngoại ăn Tết. Thì đến ngày mùng 8 tháng Giêng thì con vào, thì bà nói là bà lại lên và nói là nếu mà con muốn đi chùa niệm Phật á, thì con phải đi quy y. Thì con nói bà ơi quy y là cái gì, con đâu có biết đâu. Thì bà mới giảng cho con là quy y là mình đi chùa niệm Phật là mình đi quy y là mình giữ 5 điều cấm. Một là không có sát sinh, hai là không có trộm cắp, ba thì không tà dâm, thì 4 là không nói dối, 5 là không uống rượu. Thì con nói là cái 4 cái kia thì con không có, nhưng mà có mỗi con sát sinh là con có thôi. Thì con mới nghĩ bà nói đến sát sinh là tự nhiên sao á, người con nó nổi da gà hết à. Tại vì con nói ngày xưa con sát sinh nhiều quá, chắc bây giờ con bị quả báo. Thì con cũng chưa tin thôi, thì con cũng nói là bà cứ nói hãy nếu mà quy y á, thì bà đăng ký cho vào ngay rằm tháng Giêng á, vừa rồi á là chồng bà làm ở trong hội tương tế ở chùa Huyền Kim Hòa Giáp á. Thì con cũng nói là nếu mà vậy thì bà đăng ký cho con đi quy y với. Thì con cũng chịu con đi quy y. Thì hôm bữa con đi quy y là đầu giờ chiều ngày 15 tháng Giêng. Thì con thấy các thầy giảng về sự sát sinh, về sự ăn chay niệm Phật và quả báo của sự sát sinh. Thì lúc đấy người con nó tự nhiên con thuận lại. Con nói kế rồi, chắc ngày xưa con sát sinh nhiều quá, bây giờ con bị quả báo mà. Ngày xưa con bị quả báo thì giống như
Bây giờ con, ngày xưa con cắt cổ gà sao á, bây giờ người ta cắt cổ lại con giống như vậy. Con mổ từ đây thôi, bỏ măng tay nè, mổ gài một găng tay như vậy là con mất cắt có 1/2 lưỡi. Lúc đó thì người nhà con cứ tưởng là con không nói được. Người nhà con cứ kêu là thôi kệ cơm cũng được, miễn sống nuôi con thôi. Thì con biết cái gì con cũng biết ra giấy, con không nói được đâu. Cái lưỡi con thì nó cứng ngắc à. Thì thím con với người nhà cứ nói thôi kệ cơm cũng được, miễn sao sống nuôi con. Thì con cứ động viên con như vậy á, thì con thấy thầy giảng rồi con về con cũng sợ. Con sợ rồi con sát sinh nhiều, chắc bây giờ con cái nghiệp của con nó đã tới rồi đấy. Nó tới ngay giúp đời này của con. Thì con cứ nghĩ là ngày xưa con nằm ở trong bệnh viện á, thì con quằn quại ở trong giường bệnh như thế nào. Thì cái lúc con sát sinh con cắt cổ gà thì nó chưa chết á, nó cứ quằn quại như vậy á, thì con y chang như vậy thôi. Thì con cứ nghĩ là quả báo của con cả kiếp này của con. Thì con cũng đi quy y xong rồi con về. Thì lúc đấy bà lại nói là nếu mà con quy y, con đi niệm Phật á, thì con thỉnh Phật về con tụng kinh. Thì lúc đấy con cũng chẳng biết tụng kinh đâu, con cũng nghe bà, thì con đi mua Phật về con cũng làm bàn thờ, rồi con cũng gửi ở trong chùa. Thì được 3 ngày thì con rước về. Thì con rước về thì con cũng không biết là tụng kinh như thế nào nữa. Thì bà để cho con cái quyển nhật tụng ở chùa Hoàng Pháp, và nói con cứ theo cái kinh này con đọc. Mà con đọc một ngày có khi con không có thuộc đến nửa biến chú lại đi nữa. Con cứ đọc mà nó khó đọc đó, mà con cứ ngồi con khóc thôi. Thì bà nói với con là bây giờ con có tội đó, con phải sám hối. Ngày nào con phải sám hối hết. Và con cứ lên là con khóc không mà con sám hối. Con cũng sám hối là con thấy ông Bồ Tát là ngày xưa con không biết, con cứ còn u minh, con là còn tham sân si, con cũng không biết gì về Phật Pháp và con cũng không biết gì về quả báo. Bây giờ con biết rồi thì con cũng thành tâm con sám hối Bồ Tát, con thấy ông thì con không bao giờ con sát sinh nữa, và con sẽ đi phóng sinh, con sẽ ăn chay, con niệm Phật, và lúc ngày nào con cũng sám hối hết. Và bà lại sang, bà lại nói là bây giờ bà dắt lên nhà cái chị hai, mà chỉ là ở chùa Phật tử ở chùa Hoàng Pháp, mà chùa cũng đi phóng sinh cũng 10 mấy năm rồi, thì bà lại có chở con lên đấy nữa. Rồi con cũng lên nhà chị, thì chị cũng giảng cho con về sự sát sinh, về ăn chay niệm Phật, và cũng có hiệu quả. Thì con cũng từ đấy giờ đi bắt đầu con từ từ con quay về Phật Pháp rồi, con không có nghĩ gì nữa. Là con nghĩ là thôi bây giờ con quả báo của con thì con phải trả, phải cái nợ của con thì bây giờ con chấp nhận con trả. Con không nghĩ đến cái chết, mà con không nghĩ đến tự tử nữa. Là con rất là con cũng đi theo chị hai đi lên chùa Hoàng Pháp phóng sinh. Là con cũng dặn chị là nếu mà chị có đi phóng sinh á, thì chị cứ gọi điện thoại cho em, thì em đến em chở chị đi, còn không thì bữa nào thì có người chở chị thì con lại đi không. Thì con có đi theo chị thì chị cũng nói là em mua chim em phóng, thì con cũng mua chim con phóng, con cũng theo các thầy các Phật tử tụng kinh niệm Phật để đi phóng sinh. Và con cũng theo từ ngày tới bây giờ là được 1 năm ở chùa Hoàng Pháp, thì con cũng có nhân duyên với chùa Hoàng Pháp. Và con lúc thì con hy vọng chị con rồi em con rồi người hàng xóm thì mua cá về nhà con tụng kinh để phóng. Và con cũng có mời mấy Phật tử ở chùa Hoàng Pháp về nhà con tụng kinh xong rồi đi thả. Con bắt đầu con tập con ăn chay. Con ăn 1 tháng thì 4 ngày, thì dần dần con ăn lên 10 ngày. Và sau này con ăn thử 1 tháng, thì con ăn chay nhưng mà con vẫn thèm đồ mặn. Nhiều khi con nấu cho con ăn còn dư thì con lại ăn tiếp. Con lúc đấy con cũng thèm lắm, con ăn nhưng mà con thèm, nhưng mà con nói là con quyết định con ăn chay. Con ăn chay để con chuộc lại lỗi lầm của con, con không có dám phát sinh nữa. Và một bữa tối con nằm con mơ, con thấy
Con xuống nhà con nhỏ em con ở dưới Hóc Môn đó, có con chó nó to lắm. Và chị con với em với cháu con thì kêu con vào, nhưng mà chó nó cứ há miệng nó vòi nó cắn con thôi. Mà con chó to giống như chó vào chê vậy đó. Thế là con không vào được nhà em con, mà nó cứ nó không cắn nhưng mà nó cứ há miệng ra, nó tính nó cắn con thôi. Và qua ngày mai cái từ đấy con không có thèm bồ mặn, mà con cũng không ăn mặn. Con qua ăn chay tới bây giờ là được gần một năm rồi. Và con cũng mỗi lần con tụng kinh thì con cũng ngày nào con cũng sám hối với Bồ Tát. Còn mỗi lần con đi phóng sinh cho chùa Hằng Pháp ấy, thì nếu mà 8 giờ phóng thì 7 giờ con đêm con sám hối. Con ra tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi con sám hối, con quỳ con lại. Con nói là bây giờ con sám hối với Bồ Tát là con không bao giờ con tái phạm nữa, mà con không phát sinh nữa, và con cũng không có làm điều ác nữa. Con sẽ ăn chay niệm Phật, con sẽ đi phóng sinh. Thì Bồ Tát cũng gia hộ cho con được tai qua nạn hết, thì bệnh tật tiêu tán, vạn bệnh con tiêu trừ. Và con lúc nào con cũng sám hối, từ đấy là con tụng kinh. Từ ngày con phát tâm con ăn chay là con người con lên được mười mấy ký. Từ lúc con 39 ký mà bây giờ con 55 ký. Thì con thấy người con nó khỏe, mà con không có thèm bộ mặn, mà con không có người con cứ buổi sáng thì con dạy con tụng kinh 4 giờ, con tụng đến 5 giờ. Thì chiều thì con tụng từ 3 giờ đến 4 giờ. Tại vì tối thì con nó học từ 7 giờ thì con xu xếp thời gian này. Con nó học thì con phải chỉ con học nữa, mà giờ đó con tụng thì con lại không học được, cho nên con thu xếp con một ngày hai cử con tụng kinh. Thì mỗi lúc con tụng kinh thì con cũng vui lắm. Từ đó là đi là con quên hết rồi, con cả chồng con giờ con không nhớ, con không nghĩ đến chồng con nữa, quên hết chồng con rồi. Mấy người thấy con bây giờ khỏe mạnh rồi nói là sao lúc mình mập này, con cũng kể với người ta là Phật Pháp đã cứu đời con. Và con cũng khuyên người ta là đừng có sát sinh, là chịu quả báo giống như con á, đau khổ lắm. Và lúc mà mình chưa tới ngày á thì mình còn không biết gì hết, mà lúc mà mình đã quả báo tới với mình rồi á là rất là đau khổ, tuyệt vọng và chỉ có tự tử thôi. Và ai con cũng khuyên là đừng có sát sinh nữa. Còn con thì con cũng nói với con là con đừng có sát sinh nữa. Và kể cả con kiến con cũng được giết nữa. Và con nó cũng nghe lời con, mà mỗi lần có con kiến đọt lên người con thì con bắt, thì con nó lại kêu mẹ đừng có sát sinh nữa. Thì con cũng mừng lắm, tại vì con nó cũng nghe lời con nữa. Và nó cũng nhỏ mà nó cũng hiểu cái câu nói của con. Và từ đó là đi là con thấy trong người con rất là an lạc và hạnh phúc. Và chồng con thì bây giờ cũng không về kiếm chuyện với con nữa, cũng vui vẻ. Và có khi cũng chở con đi phóng sinh nữa. Thì bây giờ chồng con về thấy con đi chùa thì cũng không có nói gì hết, mà cũng động viên con đi chùa nữa. Và con bây giờ con rất là vui sướng. Và hôm bữa đấy, ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, thì con có đi xét nghiệm máu và thử hết kết quả. Thì bác sĩ cho con một kết quả là con hoàn toàn hết bệnh, không còn dấu hiệu ung thư, mà máu con cũng bình thường. Dạ, con lúc đấy con mừng lắm, con khóc nhiều lắm. Con khóc là không phải con khóc mà con buồn, mà con khóc mà con khóc đây là con vui quá. Tại vì con đã cầu được Quan Thế Âm Bồ Tát phải cho con hết bệnh thì con cũng hết bệnh. Thì con về con mua trái cây, rồi con mua bông về, con cũng tụng kinh, con khóc. Con khóc nhiều lắm, con khóc là phải nửa tiếng. Tại vì con nói là Bồ Tát đã cứu đời con, chứ con không có buồn, con khóc, mà con vui quá con khóc. Tại vì con đã được Bồ Tát Quan Thế Âm cứu đời con. Và con lúc nào con cũng nguyện là nếu mà con hết bệnh thì Bồ Tát gia hộ cho con lên Phật Pháp Niệm Màu, để con được nói cho tất cả đại chúng biết là đừng có bao giờ sát sinh, và sẽ hạn chế sát sinh. Và nếu mà còn sát sinh nữa thì sẽ chịu hậu quả đau khổ giống như con.
cái này là con hoàn toàn kể sự thật chứ con không có kể dối đâu. Thì nếu mà con cứ về con xin, ngày nào con cũng xin quan Thế Âm Bồ Tát mẹ, kể cả con đi chùa Hoằng Pháp con phóng sinh con cũng xin cho con là được lên Phật Pháp Nhiệm Màu. Thì bây giờ con cũng đã được lên Phật Pháp Nhiệm Màu và con đã hết bệnh và chồng con cũng vui vẻ. Và con thì học giỏi hơn năm ngoái. Và bây giờ là con rất là an lạc và hạnh phúc. Vâng, kính thưa đại chúng, Phật Pháp luôn hiện hữu xung quanh ta. Và ai trong chúng ta cũng đạt được sự nhiệm màu nếu chúng ta tìm được đấng minh sư đúng nghĩa, nếu chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập đúng pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Cô Diệu Phước đây cũng thế. Khi vô minh, không hiểu được nghiệp báo nhân quả, cô đã gây ra khá nhiều tội lỗi. Nhưng khi hiểu được Phật Đạo, cô đã quay về với chính mình để tinh tấn tu tập, để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra như một lời sám hối chân thành. Và sự màu nhiệm đã đến với cô. Vậy thưa cô Diệu Phước, trước khi chương trình khép lại, cô có điều gì muốn chia sẻ với đại chúng được không? Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa các Phật tử, con muốn nhắn nhủ cho tất cả các Phật tử gần xa, thì những ai đang trong tình trạng sát sinh á, thì đừng có hạn chế sát sinh. Và nếu mà bỏ được sát sinh thì mình có tội thì mình sám hối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như con ấy. Con biết tội lỗi của con, con sám hối, con ăn chay niệm Phật, là cuộc sống của con bây giờ vừa hết bệnh, vừa an lạc và vừa hạnh phúc nè. Cuối lời con cũng cảm ơn Thầy chủ trì chùa Hoằng Pháp và các Thầy trong ban tổ chức đã tạo điều kiện cho con lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 27. Và cuối lời con cũng chúc các quý Thầy trong ban tổ chức rồi các quý Phật tử sức khỏe, được an lạc để trong con đường tu học của mình. Và con cũng xin hết ạ. Và kính thưa đại chúng, giờ đây để khép lại chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 27 này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình này sẽ có đưa lời nhận định. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 27 này, chúng ta đã được nghe cô Diệu Phước tâm sự về cuộc đời của mình. Và qua đó chúng ta rút được một bài học. Đó là bài học nhân quả. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống vì miếng cơm, manh áo, chúng ta phải đi làm để có tiền, để mưu sinh. Thế nhưng, cũng do vô minh, chúng ta không biết được nhân quả, tội phúc, nghiệp báo, luân hồi, nên đã làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền, miễn là nuôi sống được bản thân mình. Từ chỗ đó, chúng ta đã gây tạo rất nhiều tội lỗi mà không biết. Điển hình như trường hợp của cô Diệu Phước. Trong kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát khi làm một điều gì, nghĩ đến hậu quả của nó, nên cân nhắc, dè dặt để không bị quả báo. Còn chúng sinh cứ làm, miễn là có tiền, miễn là thỏa mãn ước mơ hoặc dục vọng của mình là được. Đến khi quả báo đến, than trời, trách đất, chịu biết bao nhiêu những đau khổ. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có đoạn: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ.
Nghĩa là dù trải qua trăm nghìn kiếp, khi hạt giống đã gieo đủ nhân duyên sẽ ra hoa, ra quả. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu dưới đáy biển, dù tìm khắp thế gian này không có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Khi chúng ta đã gieo một nhân với thời gian đủ duyên thì chắc chắn sẽ ra quả. Nhân quả rất là công bằng. Chỉ có quả đến nhanh hay chậm mà thôi. Đã gieo nhân, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta phải nhận lấy cái quả mà mình đã tạo, đã gieo. Trong Kinh Đức Phật dạy, hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo nghĩa là ngày hôm nay mình gieo một hạt giống thì ngày mai hoặc là trong đời này chúng ta gặt hái cái quả mà mình đã gieo. Đó gọi là hiện báo. Ngày hôm nay chúng ta gieo hạt giống tạo một nghiệp nhân ác, có thể kiếp sau mới thọ nhận quả báo. Đó gọi là sinh báo. Ngày hôm nay chúng ta gieo hạt giống gây tạo một nghiệp nhân nào đó, có thể 5-10 kiếp sau mới nhận lãnh hậu quả. Đó gọi là hậu báo. Qua đó chúng ta sẽ thấy rõ quả báo không sai chạy. Có người thì quả báo hiện tiền, điển hình như trường hợp của cô Diệu Phước, là đời nay tạo thì đời nay phải nhận cái quả báo đó. Có khi ngày nay chúng ta tạo nhưng đời sau hoặc là vài đời sau nữa quả báo đến với chúng ta. Có một lần các đệ tử bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, đã bao nhiêu kiếp ngài đi qua, vượt qua. Đức Thế Tôn trả lời: rất nhiều, này các tỳ kheo, những kiếp ta đã đi qua, ta đã vượt qua. Thật ra không thể kể đếm được những kiếp ta đã đi qua, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài chục ngàn kiếp hay một vài trăm ngàn kiếp. Các đệ tử hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài có thể cho chúng con một ví dụ. Đức Phật trả lời: này các tỳ kheo, ví như có bốn người đệ tử, mỗi người đệ tử sống 100 năm. Một ngày người đệ tử đó nghĩ về 100.000 kiếp quá khứ. Vậy thì bốn người này, một người sống 100 năm mà mỗi một người một ngày nghĩ về 100.000 kiếp, cứ cộng lại thì là bao nhiêu kiếp Đức Thế Tôn đã đi qua. Khi đọc bài kinh này chúng tôi rất là kinh hoàng. Kinh hoàng ở chỗ rằng
Như vậy là vô thủy kiếp chúng ta đã trôi lăn trong vòng luân hồi lục đạo này quá nhiều, không thể tính đếm được. Đức Phật dùng một cái thí dụ mà để cho chúng ta có thể nói rằng không tưởng tượng được. Một ngày mà nghĩ đến 100.000 kiếp mà cộng cho 100 năm như vậy mà nhân cho 4 người thì quý vị cứ tính rằng là không biết là bao nhiêu đời kiếp. Mà mỗi một kiếp chúng ta đã tạo bao nhiêu nghiệp ác. Thử tưởng tượng. Ngay trong một đời này, mình lấy tiêu chuẩn là 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta đã phạm bao nhiêu? Nói một đời này thôi, chưa nói quá khứ, cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ kiếp về trước chúng ta đã tạo bao nhiêu. Bây giờ kiếp thứ nhất chúng ta tạo, kiếp thứ hai trả chưa hết. Kiếp thứ hai chúng ta lại tạo, dồn qua kiếp thứ ba. Là kiếp thứ ba vừa trả, trả thì ít nhưng mà tạo thì nhiều. Đây là một sự thật. Quý vị cứ ngồi suy nghĩ xem, trong năm giới này thôi, một đời quý vị nội cái giới sát sanh, quý vị thấy rằng là bao nhiêu rồi. Vậy thì vô thủy kiếp đến giờ chúng ta gây tạo quá nhiều, trả chưa hết mà cứ chồng chất thêm những cái nhân mới. Do vậy có nhiều người mới tu được một chút à, cái nói trời ơi sao mà tôi tu Phật không chứng, toàn là gặp tai nạn không. Trời ơi, bao nhiêu kiếp, cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ kiếp chúng ta tạo, bây giờ mới có tu chút xíu à, mà đòi hết, hết làm sao nổi. Chưa hết được thì nói rằng Phật Pháp không có linh. Đôi lúc rồi chúng ta chán nản, không muốn tu nữa. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, nghiệp ác của chúng sinh nếu có hình tướng thì mười phương hư không không thể chứa hết. Quả thực như vậy. Nếu mà tội ác chúng ta có hình tướng thì thôi, không biết cái chỗ nào mà chứa cho hết được cái tội nghiệp của chúng sinh. Qua đó chúng ta phải suy nghĩ, tất cả chúng ta ai cũng phải mưu sinh, phải sống, phải ăn. Thế nhưng chúng ta nên suy nghĩ cho thật kỹ những hành động, nghề nghiệp của mình. Nếu nghề nghiệp của mình ngày hôm nay kiếm rất là nhiều tiền, nhưng nghề đó là nghề sát sinh, nghề ác, thì chúng ta dứt khoát không làm. Bởi vì cái lợi của đời này không bằng cái khổ của muôn kiếp về sau. Đời này chúng ta còn được làm người, đời sau đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Quý vị thấy cái khổ gấp trăm, gấp ngàn lần mà cái chúng ta sung sướng hưởng thụ ở trên cuộc đời này bằng những đồng tiền sát sinh hoặc là những đồng tiền bất chính. Do vậy chúng tôi rất mong quý vị qua câu chuyện cuộc đời của cô Diệu Phước lấy đó làm một bài học, tránh sát sinh. Hay nói cách khác là chúng ta cố gắng không sát sinh. Bởi vì sát sinh là giết chết mạng sống. Không có tội nào nặng bằng tội sát sinh. Và cũng không có phước nào lớn bằng phước phóng sinh. Lấy thân của mình mà suy thân của chúng sinh. Khi chúng ta
sắp sửa bị người ta đánh đập, giết chết, chúng ta lo sợ, đau khổ như thế nào? Trong lúc đó, nếu chúng ta được ai cứu, thoát khổ, thoát chết, thì chúng ta sung sướng như thế nào? Qua đó, mình mới biết rằng sát sinh là tội nặng nhất và phóng sinh là phước báo lớn nhất. Qua câu chuyện của cô Diệu Phước, vừa nãy giờ chúng tôi cũng suy nghĩ, phải có một phần thưởng rất xứng đáng cho bà cụ nào đó đã giúp cho cô biết được Phật Pháp. Là rất tiếc hôm nay nếu có bà cụ ở đây thì chúng ta cũng phải có một phần quà, một phần thưởng và những lời ca ngợi tán thán bà cụ cũng đã cứu được một con người từ cái chỗ tuyệt vọng đau khổ để ngày hôm nay biết được Phật Pháp, biết được tu để giải thoát cái nghiệp, cái khổ của mình. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta nên noi gương bà cụ đó. Trong cuộc sống có rất nhiều người vì vô minh nên họ đã lao vào làm những điều ác mà họ thật sự không biết. Ngay như trường hợp của cô Diệu Phước này, hoàn toàn là không biết. Nếu quý vị không có nhân duyên được học Phật Pháp, được biết nhân quả, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng như họ thôi. Mình cứ nghĩ rằng sống là làm, là ăn, mà làm thì miễn là làm cái gì có tiền là được rồi, chẳng biết gì là tội, là phước, là nhân, là quả cả. Có khi mình cứ miễn có tiền là được, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, hoặc là giết người gì, có tiền cũng là làm tốt hết. Đó là do chúng ta vô minh. Như vậy thì mình phải thương tất cả những người, người ta đang nằm trong những cái hoàn cảnh như vậy, giúp cho người ta nhận ra được Phật Pháp. Bởi vì chúng ta thấy không, cho người ta tiền không bằng cho Phật Pháp là chỗ đó. Cho tiền thì ta ăn, ăn xong rồi thôi, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục làm những điều tội lỗi. Còn chúng ta cho họ Phật Pháp, họ hiểu ra rồi, tự họ biết tu, tự họ tránh xa con đường tội lỗi, tự họ tạo cho họ những cái phước báo để đời này đời sau họ hưởng. Còn nếu chúng ta cho tiền họ, điều đó cũng là tốt trong lúc họ khổ. Thế nhưng họ ăn mà họ không biết tu thì đời này họ khổ, đời sau họ tiếp tục khổ nữa. Còn khi họ biết Phật Pháp rồi, họ sẽ tự tu tập chuyển hóa những cái nhận thức, cái khổ đau của họ. Thì hôm nay trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ này, quý vị đã được nghe cô Diệu Phước tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó chúng ta rút ra được bài học nhân quả. Mong rằng với bài học này, quý vị sẽ cố gắng từ nay trở đi, chúng ta không nên sát sinh hại vật nữa. Và cũng kính chúc cô Diệu Phước luôn được thân tâm thường lạc, và nhất là có đủ trí tuệ sáng suốt để tu học cũng như là vượt qua những cái nghiệp quả của mình đã gây ra trong quá khứ. Kính chúc đến toàn thể đạo tràng chúng ta luôn được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bước vân dù trong
nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Đang sống không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường dài phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra.